Chào các bác nhé. Bây giờ là buổi sáng của ngày 8 tháng 3 năm 2021. Thì hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Thì không biết các bác đã tặng quà gì cho các chị rồi các bà bác rồi các mẹ chưa? Thì hôm nay em cũng có một lời chúc thì cho tất cả các chị em phụ nữ trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng như trên đại diện trên thế giới thì dồi dào sức khỏe và ngày càng xinh đẹp hơn nữa. Đây là cái ngày quốc tế phụ nữ là nói chung của cả trên thế giới. Đấy. Rồi vậy buổi sáng ngày hôm nay thì em lại làm clip giới thiệu cho các bác về máy giặt. Đây, máy giặt thì con này là con Z8002. Đấy. Đây là bác thợ em đang tháo vệ sinh và đang xong rồi đang lắp đặt lại. Đấy, tất cả những cái máy mà em mua về thì hầu như đều phải vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài các nhá. Đấy. Đây con này là con Toshiba Z8002. Đấy, vệ sinh sạch sẽ ngon lành rồi. Đấy, bây giờ chỉ lắp đặt lại, có thể cho vận hành chạy, tinh chỉnh lại những cái gì chưa được. Đấy. Đây là phần động cơ em đang tháo dỡ. Đấy, động cơ đã đang lắp dỡ. Đấy, còn đây là hộp block. Đấy. Thì đây còn đây là một cái bộ nhựa bên ngoài đây được rửa giấy rất sạch sẽ. Đấy, tất cả những cái máy mà qua tay đến bản thân em cũng đến rồi đến các bác thì hầu như là đều phải vệ sinh sạch sẽ lại. Đấy. Đây bác thợ này nhiều tuổi anh em nhưng mà các bác làm việc rất là hăng say và cẩn thận. Đấy, bởi vì tất cả những cái mặt hàng em gửi đi cho các bác này là đều phải qua em kiểm nghiệm lại và thợ của em thì không phải ai em cũng nhận. Đấy. Phải đạt những cái tiêu chuẩn thứ nhất là về cái làm cái này thì nó đòi hỏi rất là tỉ mẩn. Đấy, nếu mà những người nào mà không có tính kiên trì, không có tính lần mẩn thì không được làm được rồi những cái đồ như thế này, bởi vì nó quá nhiều những chi tiết. Đấy, còn khi máy giặt đã được tinh chỉnh vệ sinh sạch sẽ như này thì các bác cứ về chạy cứ yên tâm, bởi vì tại sao 100% là tất cả những cái máy Nhật thì họ đã qua sử dụng rồi. Đấy. Đấy, sử dụng rồi cho nên là phải về vệ sinh sạch sẽ cẩn thận thì nó mới vận hành trơn tru tốt được. Và khi như đã như vậy thì các bác cứ thử sử dụng rồi. Đây, còn đây là cái con máy 1002 em bán là năm 2013. Em bán từ năm 2013. Đấy, con này em bán rồi. Đấy. Bán từ là và một người khách hàng lúc đó em vẫn còn chưa bán online thì bây giờ nó bị hỏng bi và bây giờ quay trở lại với em để tiếp tục em lại bảo dưỡng lại cái con VR1002 này. Đấy. Bởi vì bây giờ nó bi được nó lâu ngày nó chạy nó kém rồi. Đấy, gần 10 năm rồi. Từ 2013 đến bây giờ là 2021. 8 năm rồi. Đấy, một cái máy bác đấy. Bây giờ em mới bắt đầu lại phải động đến nó. Đấy, vệ sinh rồi làm thay đi lại, vệ sinh tổng thể cho trơn tru, bảo dưỡng toàn bộ. Con máy VR1002 có thấy nhỉ? Nó quá bền nếu chúng ta biết cách sử dụng của nó. Đấy. Bên Nhật thì nó con này sản xuất năm 2008. Thì lúc ấy bác ấy mua là lúc cái thời điểm mà con này nó là dòng VIP, là những cái vòng mà đời rất là cao. Đấy, đến bây giờ nó vẫn cứ là hot. Đấy. Đấy. Còn tiếp tục em giới thiệu cho các bác ít máy giặt bên này trong này nhé. Ở trong này thì em có hai con 5006 thì vệ sinh ngon lành rồi. Đấy, còn còn hai con VR3006 và con 3005 này chưa vệ sinh. Đấy. Đấy, con 5006 này đang test. Đang test chạy sấy. Còn 2 giờ 23 phút nữa là xong một cái mẻ giặt. Đấy các bác ơi. Con 5006 rất đẹp. Chạy rất ok luôn. Đấy. Con này thì giặt chín cũng sấy 6. Đầy đủ công nghệ mà rất nhiều mọi người quan tâm, máy rất đẹp rất mới luôn.
Đấy, vậy bác nào thích máy đẹp thì hãy đến với em, bởi vì em toàn bán những cái mặt hàng tuyển chọn và làm cực kỳ kỹ càng để các bác khi các bác về dùng. Đấy rồi, ok, vậy em xin dừng video tại đây. Bác nào có nhu cầu về máy giặt thì liên hệ với em. Vâng, xin chào các bác.